Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay kênh Đồng Tháp quê tôi chia sẻ thêm với các bạn một món nữa ăn nữa là vịt nấu chao chay. Bây giờ để thực hiện món vịt nấu chao chay thì trước tiên là mình có vịt. Đây là củ vịt chay nha các bạn. Các bạn đi ra những cái tiệm bán đồ chay á, các bạn mua là nó bán củ vịt chay nè, làm giống y như cái cổ vịt mình chặt ra vậy đó các bạn. Đây là cổ vịt chay. Phần đây là mình có hành tây, nấm đông cô, cải đỏ, phai cao. Và đây là nước cốt dừa, nước nhất. Rồi đây là nước dảo. Tương hột. Tương hột ở đây mình sử dụng là 2 muỗng canh tương hột. Chao thì mình cũng có 2 muỗng canh chao. Gia vị là gồm có hạt nêm chay, đường với 1 muỗng muối ớt chay, đậu phộng rang, dầu ăn, hành lá cắt khúc, sả bằm. Tất cả nguyên liệu đã được mình làm sạch hết. Bây giờ mình bắt đầu mình sắc mấy cái phần phai với cải đỏ, hành tây. Hành tây thì mình sắc muối cao để mình để lên đó các bạn. Còn cải đỏ thì mình sắc bông qua hay gì thì tùy thích. Khoai cũng vậy. Rồi bắt đầu mình đi sơ chế cái phần này. Sau khi mình sơ chế cái phần rau củ rồi, mình cho lên bếp một cái nồi. Mình cho vô khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu của mình nó nóng rồi, mình cho vô phân nửa sả. Một chút hành lá. Rồi mình phi cái phần hành sả mình cho nó thơm lên. Sau khi cái phần hành sả của mình á nó thơm rồi, mình cho cái phần củ vịt chay mình vô. Mình rang cho cái phần củ vịt của mình nó săn lại. Rồi sau khi cái phần củ vịt của mình rang cho nó săn lại rồi đó các bạn, rồi mình vớt cái phần củ vịt của mình ra. Rồi sau khi mình rang được 5 phút rồi, cái củ vịt mình nó cũng đã vàng vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình vớt ra ngoài, mình cho củ vịt mình đi ra ngoài. Rồi sau khi mình vớt cái phần củ vịt chay của mình ra rồi, mình tiếp tục cho cái nồi lên, mình cho cái phần dầu còn lại vào. Rồi mình cho hết cái phần sả hồi nãy còn lại vào luôn. Thêm chút gốc hành là lá hành. Còn cái gốc thì hồi mình chừa lại.
Rồi mình phi cho cái phần hành lá với sả của mình nó thơm lên. Sau khi cái phần hành lá với sả của mình đã thơm lên rồi, mình cho cái phần khoai của mình vào. Cái phần khoai này thì tùy theo gia đình mình nha các bạn. Mình thích ăn khoai nhiều thì mình để nhiều, thích ăn khoai ít thì mình để ít. Còn riêng mình thích ăn khoai nhiều nên mình để khoai nhiều. Mình cho tiếp cái phần cải, cải đỏ với cái nấm đâm khô vào luôn. Rồi tiếp tục mình rang khoảng 5 phút cho cái phần rau củ của mình nó săn nha các bạn. Rồi sau 5 phút cái phần khoai với củ cải với nấm của mình xào gì nó cũng săn thơm rồi, mình cho cái phần nước dảo dừa của mình vô. Cái phần nước dảo dừa của mình hơi ít, mình cho thêm một chút nước lạnh nữa cho nó xếp xếp cái phần củ của mình. Sau khi mình để cái nước dảo dừa của mình vô, cái này nó sôi rồi, bây giờ mình nêm nha các bạn. Mình cho 2 muỗng canh tương hột vào. Còn cái phần chao nãy giờ mình cũng đã tán ra rồi nè bạn, tán nhuyễn ra rồi, mình cho vào hết luôn. 2 muỗng canh chao, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối ớt, mình cho vào luôn. Mình cho vào cho nó nấu cho nó thấm gia vị vô cái khoai của mình với cái củ cải của mình. Rồi mình đậy nắp lại, mình tiếp tục nấu cho cái phần rau củ của mình nó chín nha các bạn. Rồi sau khi mình nấu nãy giờ cũng được 10 phút là cái phần khoai với củ cải của mình nó chín cũng được khoảng 70-80% rồi nha các bạn. Rồi mình cho cái phần khổ vịt hồi nãy mình ram rồi đó vào. Cái nồi của mình giờ nó bốc mùi chao rất là thơm nha các bạn. Mùi chao với cái mùi sả của nãy mình xào thơm đó. Giờ cái mùi chao của mình nó bốc hơi rất là thơm. Rồi mình tiếp tục, mình đậy nắp lại, mình nấu khoảng 5 phút nữa cho cái củ vịt chai của mình nó ngấm gia vị hết rồi là mình có thể là tắt bếp được rồi đó các bạn. Rồi sau khi mình để củ vịt vô mình nấu được 5 phút rồi là cái phần củ vịt của mình nó cũng đã thấm gia vị rồi. Mình tiếp tục mình cho cái phần cái chén nước cốt nhất hồi nãy mình chừa lại đó các bạn, mình cho hết vô luôn. Rồi mình cho cái phần hành tây của mình vô luôn và cái phần hành lá, gốc hành lá của mình cho vô luôn. Rồi cái nồi mình xoay lại là mình tắt bếp, mình múc gato được rồi đó các bạn. Cái này do mình ăn mình chấm bánh mì cho nên mình để cái phần hành lá của mình nó
thấm nước cho nó chín cái phần hành lá luôn nha. Còn nếu các bạn mà có thể ăn chim biếc mà ăn với bún rồi thì các bạn có thể là để cái phần hành lá này vô là mình nhắc xuống được, cái vị gì mình còn bắt lên bếp mình nấu nữa. Còn mình ăn với bánh mì thì mình cho để cho nó sôi lại cho cái phần hành lá của mình á với hành tây của mình á nó vừa chín tới là mình ăn luôn. Rồi bây giờ nồi của mình nó đã sôi trở lại rồi, mình tắt bếp, mình múc ra tô. Cái món cổ vịt nấu cao của mình đã hoàn thành. Giờ mình cho lên đây tí xíu đậu phộng rang nữa các bạn. Rồi mình ăn cái món cổ vịt chay nấu chao này với bánh mì rất là ngon. Thì thỉnh thoảng các bạn cũng nên làm món, nên đổi món cho gia đình mình. Món chay nấu chao này mình ăn rất là ngon mà nó cũng đủ dinh dưỡng nữa nha các bạn. Rồi mình dừng lại tại đây. Chúc các bạn ngon miệng với món vịt, cổ vịt chay nấu chao này. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình chào các bạn.